Thưa quý vị và các bạn, tính đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Phù Cừ đã được cách ly tập trung. Trường hợp này là cháu bé 3 tuổi con của vợ chồng bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê xã Tống Phan, huyện Phù Cừ chiều ngày 21 tháng 7, được cách ly tập trung ngay. Ngày 24 tháng 7, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận 224 ca bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là cấp bách quan trọng. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, buông lỏng quản lý hoặc rơi vào thế bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng kịch bản cao hơn một mức nguy cơ để không bị động, lúng túng khi có tình huống dịch lan trên diện rộng với số người nhiễm COVID-19 lên tới quy mô hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, các ca bệnh phải được điều trị tại chỗ, nhất là khi toàn tỉnh áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.